Một nhà khoa học lỗi lạc, một nhà phát minh lừng danh, Nikola Tesla và Albert Einstein, những tượng đài khoa học bất diệt, bạn thích ai hơn? Nếu đem lên bàn cân so sánh, liệu Albert Einstein hay Nikola Tesla sẽ thắng đây? Tesla là một nhà phát minh, nhà vật lý người Serbia, nổi tiếng với những đóng góp cho lĩnh vực điện xoay chiều, điện từ trường và truyền tải năng lượng không dây. Tesla cũng đã thử nghiệm với các dạng năng lượng và tia khác nhau. Ông được cho là đã phát minh ra radio trước cả Marconi, được xem là một nhà thiên tài sáng tạo, nhưng cũng là một nhân vật kỳ quặc và cô độc. Còn Albert Einstein, một nhà vật lý lý thuyết người Đức gốc Do Thái, nổi tiếng với thuyết tương đối, một trong hai trụ cột của vật lý hiện đại. Einstein cũng đưa ra công thức nổi tiếng E bằng MC, biểu thị mối quan hệ giữa năng lượng và khối lượng. Einstein được coi là một trong những nhà khoa học vĩ đại nhất mọi thời đại và đã được trao giải Nobel vật lý năm 1921. Cả Tesla và Einstein đều có những thành tựu trong lĩnh vực khoa học và kỹ thuật. Trong đó, Tesla đã phát minh ra động cơ xoay chiều, một loại động cơ điện sử dụng dòng điện xoay chiều, là cơ sở cho hầu hết các máy móc sử dụng điện xoay chiều hiện nay. Tesla cũng đã phát triển hệ thống 3 pha của truyền tải điện năng, cho phép việc truyền tải hiệu quả và ổn định trên những khoảng cách xa. Ông đã bán bản quyền sáng chế của hệ thống này cho George Westinghouse và cùng xây dựng nhà máy thủy điện đầu tiên tại thác Niagara. Tesla cũng đã phát minh ra cuộn Tesla, một loại cuộn cảm ứng có khả năng tạo ra điện áp cao và các tia điện. Cuộn Tesla được sử dụng rộng rãi trong công nghệ radio và là cơ sở cho nhiều thí nghiệm của Tesla về truyền tải điện năng không dây, liên lạc không dây và chiếu xạ. Ông cũng là người tiên phong trong việc nghiên cứu về các hiện tượng điện từ và ánh sáng. Ông đã thực hiện các thí nghiệm sớm về ánh X quang và đã đề xuất một lý thuyết về bức xạ hồng ngoại và tia cực tím. Chưa dừng lại ở đó, Tesla đã chế tạo được một chiếc thuyền được điều khiển từ xa, một trong những thiết bị không dây đầu tiên được trưng bày. Còn Einstein, ông đã đưa ra thuyết tương đối hẹp, một lý thuyết vật lý mô tả các hiện tượng khi các vật di chuyển ở tốc độ gần bằng ánh sáng. Thuyết này đã chỉ ra rằng không gian và thời gian không là hai khái niệm riêng biệt, mà là hai khía cạnh của một không thời gian công. Einstein đã đưa ra thuyết tương đối rộng, một lý thuyết vật lý mô tả hiện tượng khi có trường hấp dẫn. Thuyết này đã chỉ ra rằng trường hấp dẫn không phải là một lực tác dụng giữa các vật, mà là kết quả của việc cong vênh của không thời gian do khối lượng và năng lượng của các vật gây ra. Thuyết này đã giải thích được nhiều hiện tượng thiên văn học mà thuyết hấp dẫn Newton không thể giải thích được. Là người đóng góp quan trọng trong lĩnh vực vật lý lượng tử, một lĩnh vực vật lý mô tả các hiện tượng ở cấp độ nguyên tử và phân tử, Einstein đã giải thích hiện tượng quang điện bằng cách đề xuất rằng ánh sáng được phát ra và hấp thụ bởi các hạt nhỏ gọi là photon. Thành quả đó đã nhận được giải Nobel vật lý vào năm 1921. Ông cũng đưa ra khái niệm về sự kích thích và tạo ra nền tảng cho việc phát minh ra tia laser. Và Einstein chính là người có ảnh hưởng lớn đến khoa học và văn hóa nhân loại. Ông đã tham gia nhiều hoạt động xã hội và chính trị như ủng hộ chủ nghĩa sáp nhập quốc tế, phản đối chủ nghĩa phát xít và chủ nghĩa quân phiệt, ủng hộ việc thành lập một quốc gia Do Thái. Ông cũng đã cảnh báo về nguy cơ của vũ khí hạt nhân, kêu gọi sự hợp tác quốc tế để duy trì hòa bình. Ông được coi là một biểu tượng của sự thông minh và sáng tạo. Tên tuổi của ông đã trở thành một từ dùng để chỉ những người thiên tài. Dù vang danh thế giới với những đóng góp phát minh cho nhân loại, nhưng giữa hai nhà khoa học vẫn có những bất đồng, mâu thuẫn sâu kín. Cuộc chiến khoa học giữa Nikola Tesla và Albert Einstein, hai nhà khoa học thiên tài với những quan điểm và phương pháp khác biệt. Tesla và Einstein đã gặp nhau ít nhất một lần vào năm 1931 khi Tesla được đưa lên bìa tạp chí Time nhân dịp sinh nhật 75 tuổi. Tạp chí yêu cầu các đồng nghiệp của Tesla bình luận về công trình của ông và Einstein đã trả lời một cách lịch sự: là một nhà tiên phong xuất sắc trong lĩnh vực dòng điện cao tầng, tôi xin chúc mừng bạn về những thành công vĩ đại của cuộc đời bạn. Đó là một lời chúc ngắn gọn và đúng mực từ một Einstein nhã nhặn. Tuy nhiên, Tesla không có nhiều sự kính trọng cho Einstein và thuyết tương đối của ông. Trong bài thơ Fragment of Olympian Gossip mà Tesla viết cho bạn của ông, George Sylvester Viereck, Tesla đã chỉ trích rất gay gắt các nhà khoa học trong thời đại của ông. Cụ thể, đó là cách mà Tesla gọi Einstein, bây giờ một kẻ quái dị tóc dài, tên là Einstein, đổ hết lỗi lầm cho giáo lý cao cả của bạn. Năm 1935, trong một cuộc phỏng vấn với New York Times, Tesla cũng đã phản bác thuyết tương đối của Einstein. Thuyết tương đối giống như một kẻ ăn xin được khoác áo tím mà người dân dốt nát cho là vua. Những người ủng hộ thuyết này là những người rất thông minh, nhưng họ là những triết gia hơn là những nhà khoa học. Không có một trong số các đề xuất nào của thuyết tương đối được chứng minh.
Dù Tesla và Einstein có những cách tiếp cận khác nhau trong khoa học, nhưng Tesla lại là một người thực nghiệm và sáng tạo, luôn tìm kiếm các ứng dụng thực tiễn cho ý tưởng của ông. Còn Einstein là một người suy luận và trừu tượng, dựa vào trí tưởng tượng và toán học để khám phá ra các nguyên lý cơ bản của vũ trụ. Tesla không chấp nhận các khái niệm mới của vật lý thế kỷ 20 như không gian công hay bản chất sóng hạt của ánh sáng. Dĩ nhiên, Einstein cũng không quan tâm nhiều đến các phát minh kỹ thuật hay các hiện tượng siêu nhiên mà Tesla quan tâm. Những cuộc xung đột gay gắt. Một trong những vấn đề mà Tesla và Einstein không đồng ý với nhau đó là về bản chất của ánh sáng. Tesla tin rằng ánh sáng là một dạng sóng điện từ truyền trong môi trường vật lý gọi là ether, còn Einstein thì lại cho rằng ánh sáng là một dạng năng lượng được phát ra bởi các hạt nhỏ gọi là photon và không cần có ether để truyền. Thí nghiệm Michelson-Morley năm 1887 đã chỉ ra rằng không có bằng chứng nào cho sự tồn tại của ether, và thuyết tương đối của Einstein đã giải thích được cái hiện tượng vật lý mà thuyết ether không thể giải thích được. Một vấn đề khác mà Tesla và Einstein không đồng tâm là về nguồn năng lượng của sao mặt trời. Tesla tin rằng sao mặt trời được nung nóng bởi các dòng điện cao tần từ không gian, và ông đã đề xuất một dự án để thu thập và sử dụng năng lượng này. Còn Einstein cho rằng sao mặt trời được nung nóng bởi các phản ứng hạt nhân trong lõi của nó, và công thức E bằng MC bình của ông đã chỉ ra rằng một lượng nhỏ chất liệu có thể tạo ra một lượng lớn năng lượng. Thực tế đã chứng minh rằng Einstein đúng và các phản ứng hạt nhân là nguồn năng lượng chính của sao mặt trời. Một vấn đề cuối cùng mà cả hai ông không hợp nhau là về sự tồn tại của các hiện tượng siêu nhiên hay siêu khoa học. Tesla tin rằng có những thế giới khác ngoài thế giới vật chất, và ông đã cố gắng liên lạc với chúng bằng các thiết bị điện từ. Tesla cũng tin rằng ông có khả năng nhìn thấy tương lai, và ông đã dự đoán về sự xuất hiện của Internet, điện thoại di động và vũ khí hủy diệt hàng loạt. Còn Einstein không tin vào các hiện tượng siêu nhiên hay siêu khoa học. Ông chỉ dựa vào khoa học và toán học để khám phá thế giới. Einstein cũng không tin vào số phận hay ý chí tự do, và ông đã nói Thượng Đế không chơi xúc xắc với vũ trụ. Suy cho cùng, cả hai đều là những nhà khoa học xuất sắc và có những đóng góp quan trọng cho nhân loại. Dĩ nhiên là mình sẽ không đủ trình độ để so sánh ai giỏi hơn ai. Cả hai đều hoạt động trong các lĩnh vực khác nhau và có những phương pháp khác nhau. Hơn hết, chúng ta nên tôn trọng và biết ơn những di sản mà hai nhà khoa học đã để lại cho cả nhân loại. Nếu bạn xem đến đây, hẳn bạn cũng là một fan hâm mộ tài năng của hai ông. Để mình bonus thêm một số sự thật thú vị về Tesla và Einstein cho bạn nha. Tesla sinh ra trong một cơn bão sấm sét. Người ta nói rằng bà đỡ đẻ của Tesla đã tuyên bố sấm sét là một điểm xấu và Tesla sẽ là đứa con của bóng tối. Nhưng mẹ của ông đã nói không, anh ấy sẽ là đứa con của ánh sáng. Tesla từng nghĩ đến công nghệ điện thoại di động và Internet không dây từ năm 1901. Ông đã tưởng tượng việc truyền tải tin nhắn không dây đi trước cả thời đại. Tesla có thói quen tập thể dục ngón chân mỗi đêm để kích thích não bộ và không bao giờ kết hôn hay có mối quan hệ tình cảm. Còn Einstein sinh ra ở Đức nhưng từ bỏ quốc tịch Đức để trở thành công dân Thụy Sĩ, sau đó là Hoa Kỳ. Ông cũng từ chối lời mời trở thành tổng thống Israel. Einstein từng có những thói quen lập dị như ngủ ít nhất 10 tiếng mỗi ngày, không đeo vớ và chơi violon để giải tỏa căng thẳng. Và bạn có biết là sau khi qua đời vào ngày 18 tháng 4 năm 1955 vì vỡ động mạch chủ, bộ não của thiên tài Einstein đã bị bác sĩ Thomas Harvey bí mật lấy đi khi ông khám nghiệm tử thi. Harvey cũng đã lấy đi cả đôi mắt của Einstein và đưa cho bác sĩ nhãn khoa của ông. Sau đó, ông chia bộ não của Einstein thành 240 phần và đựng trong hai lọ thủy tinh với dung dịch celoidin. Ông cất giữ chúng trong nhà riêng của mình trong suốt hơn 30 năm. Rốt cuộc, bạn có nghĩ giống mình không? Hoang tưởng lập dị chính là ranh giới giữa thiên tài và kẻ điên. Mình cũng đã có làm video nói về điều này. Bạn có thể vào mô tả để xem video nhé. Còn bây giờ, hẹn bạn ở những video hấp dẫn tiếp theo. Nhớ đăng ký theo dõi và cùng chờ xem nhé.